anh em nhé thì như anh em thấy này đây à, lịch sử thắng à, kết quả đấy thì nói chung là mình cũng đã từng check qua cũng như là từng chơi qua rất là nhiều thể loại CLMM rồi thì một trong những cái con CLMM mà mình quay lại nhiều nhất ấy, chính là con CLMM chấm phân này thì tại vì sao mà mình quay lại mọi người thì à, nó khá là đơn giản và khá là dễ ăn nhá khi mà anh em chơi trên những cái con CLMM anh em để ý cái số tiền nhận này đấy những cái con mà nó nhận à, ví dụ anh em đánh nội dung mà nó nhận cao ví dụ như 2.1 2.2 hay là thậm chí là 1.99 đấy thì đa phần là những cái con đấy nó không có phí để trả cho anh em nhé những cái con mà nhận như thế này này ví dụ anh em đánh 100 trăm mà anh em mất đâu đó khoảng từ 10 000 rồi thì nó sẽ lấy cái 10 000 đấy của những người thua nhé nó cộng dần dần nó sẽ trả cho những người thắng thì đấy nó mới có sinh lời ra để nó tiếp tục vận hành cái trang web này được đấy và khi mà anh em chơi mà tham gia mà nhận số tiền cao như vậy thì khả năng anh em được rất là ít rồi đúng không? Đấy còn những con nhận thấp như thế này thì khả năng được rất là cao. Đấy. Và khi mà mình chơi 10 ván trên con này á, không cần áp dụng cái thủ thuật hay là công thức nào bất kỳ một cái gì luôn mình đánh theo cảm tính của mình thì mình cũng ăn từ 4 đến 6 tay rồi hôm nào mà đỏ đỏ ra ăn từ 7 đến 8 tay cũng nên nhá đấy cũng đá mà biết được cái công thức của mình rồi ấy, thì chắc chắn với anh em anh em sẽ ăn được từ 7 đến 8 tay thậm chí là 9 tay đấy công thức của mình thì mới đầu thì nhìn đơn giản thôi nhưng mà kết quả tính ra cực chuẩn luôn anh em nhá thì à, đầu tiên ấy, anh em chứ test thử một tay cho mình anh em đánh bất kỳ à, à, nội dung nào luôn đấy trừ những cái trò giải trí như gấp ba tổng ba số này ra thì nói chung là những cái con này mình không không tìm hiểu lắm nhá còn về chẵn lẽ và tài xỉu này anh em chữ gõ cho mình bất kỳ một tay nào đấy ở đây thì mình sẽ test thử cái trò chẵn lẽ đi Cóp thử cho mình một cái số điện thoại đây và anh em chuyển cho mình nhà nội dung nhá thì mình sẽ chuyển nội dung là th 1 đi đấy mình sẽ đánh là 10 k này và nếu mà mất mình gấp đôi lên và mình sẽ tính kết quả cho anh em xem nhá ok đánh 10 k bằng cái bằng cách là mình copy để kiểm tra coi như thế nào Ok, sau khi mà copy xong này thì lại vào con Momo của mình. Đấy, anh em nào có ví Momo thì mới có thể tham gia được cái trò trả lãi Momo kia nhá. CLMM.fun kia nhá. Ok thì mình sẽ ấn vào cái mục chuyển tiền, điền nội dung à, nội dung anh em chơi và số tiền anh em chơi là bao nhiêu. Ở đây thì mình sẽ test ở từ 10k trước cho anh em nhá. Ok, sau khi mà mình đã điền xong này, phí giao dịch của mình là miễn phí luôn. Mã tham chiếu của mình ra 115. Đấy, thì bây giờ nếu mà anh em đã ưng cái đuôi này rồi thì mình ấn vào cái mục chuyển xác nhận và mình chuyển thôi. Còn nếu mà anh em không ưng thì anh em thoát ra, mình tạo ra một cái giao dịch mới thì cái mã tham chiếu nó sẽ thay đổi nhá. Thì lưu ý cho mình cái mã tham chiếu này trực tiếp là cái mã giao dịch luôn. Nên là những con CLMM nó không lấy cái mã này làm cái mã thắng thua nữa. Mà nó sẽ cộng thêm một cái mã từ những cái trong web khác nhá. Đấy tí là mình sẽ giới thiệu qua cho nhá Ok mình sẽ xác nhận để coi là nó ra như thế nào đó này. Ok sau khi mà đã chuyển xong này, ở đây mã giao dịch này đã thành công rồi đúng không? Đội dung TH1. Thì bây giờ mình sẽ copy này à, Nội dung là 115 copy để kiểm tra coi là nó ra mã như thế nào anh em nhé Sau khi mà đã copy xong này thì bây giờ mình sẽ dán trực tiếp vào đây Đấy Mình sẽ nó có một kiểm tra Đấy thì ở đây là một cái ván thua nhá Đấy như mình nói này Thì ván đầu tiên không cần phải áp dụng công thức nào hết Thì đây là một cái ván thua đúng không Đấy nếu mà thắng thì là may, Còn thua thì hơi đen một chút và bây giờ mình sẽ áp dụng vào cái công thức của mình nhá Anh em sẽ lấy ba số cuối của mã giao dịch ba số cuối là 6 63 này, 6 này 6 này 3 này em sẽ cộng lại cho mình 6 6 12 12 cộng 3 15 đúng không đấy em sẽ trừ đi cho mình 3 số cuối của má màu ẩn đây 3 số cuối đây trừ đi là 5 4 8 là ra 17 em lấy 15 trừ 17 đúng không đấy 15 trừ 17 là ra âm 2 này số 2 nghĩa là nội dung th1 thì bây giờ anh em lại đánh gấp đôi cái số tiền mình vừa thua lên đấy bây giờ mình sẽ đánh cho anh em nhé và mình sẽ đánh nội dung là th1 mình đánh 20k này Ok nha, sau khi mà mình đã hoàn thành xong, đấy và cũng như là chuyển xong. Đây, số tiền là 20k, nội dung TH1. Đấy. Thì đây mã giao dịch của mình ra đuôi là 079. Thì bây giờ mình sẽ copy cái đuôi này để mình kiểm tra cho anh em xem coi là ván này được hay là mất nha mọi người. Ok, sau khi mà mình đã copy xong này thì mình dán lại trực tiếp vào đây và mình sẽ nó có một kiểm tra. Ở đây là một cái tay thắng này khi mà mã mô mô ấn cộng với mã giao dịch của mình ra đuôi kết quả là 090. Thì ván này mình đã ra nội dung TH1 ván này mình đã thắng. Đấy. Thì tiếp tục anh em lại tính tiếp cho mình à, 090 là ra 9 này. À, trừ đi là 11 này đấy thì anh em sẽ trừ ra cho mình là âm 2 tiếp không đấy thì mình lại tiếp tục đánh nội dung th1 tiếp đấy thì đây là cái công thức mà để anh em bắt cái cầu chẳng lẽ cũng như là chơi chẳng lẽ một cách đơn giản nhất nhá ngoài ra anh em chưa gấp cái số tiền mà khi mình mình thua đấy còn mình đánh tiếp tục mình quay lại về 10k mình chơi đấy đây là một trong những cái mà mẹo mà để giúp anh em chơi và tham gia và cái con clmm này á à, chấm này nó sẽ tính kết quả dựa trên mã giao dịch cộng với mã mô mẩn thì các mã mong mở này nó sẽ lấy trực tiếp từ trang web random.org đây là một cái website cho kết quả ngẫu nhiên uy tín nhất bây giờ luôn nó sẽ lấy từ 00 tới 99 làm cái căn cứ cho anh em nhé đấy một trong những cái số trong này và khi anh em chơi và tham gia mình chờ một chút này nếu mà hệ thống sẽ đôn thưởng lại cho mình là anh em được còn nếu mà anh em chờ lâu quá thì mình chứ dám vào đây mình kiểm tra cho nhanh nhá đấy hiện tại mình đã thấy thông báo một môn nó chuyển về cho mình à, rồi thì tí là mình sẽ chắc cho anh em còn ngoài ra thì ở đây này À, tham gia vào cho mình cái nhóm Telegram giúp giao lưu này rất là nhiều thủ thuật rất là nhiều cách đánh mà anh em có thể hỏi những người chơi trước người ta sẽ chia sẻ cho anh em đấy và mình á, có thể làm những cái event trong đây để kiếm thêm những phần thưởng từ Adami nha mọi người đấy và khi nhau mà có đơn là lỗi thì chứ liên hệ tới số đơn lỗi để người ta giải đáp này cũng như là người ta hoàn lại tiền cho mình rồi thì à, về lưu ý đọc qua một chút khi mà con này chơi cực kỳ ngon anh em sẽ có là 10% trả thưởng lên tới là hai lần đây là một cái ưu đãi mà bất kỳ con CLMM nào cũng không có được nha mọi người. Đấy, 10% cơ hội trả thưởng lên tới là hai lần. Nghĩa là ví dụ anh em đánh 100k đi, mà anh em được 100 đúng không? Nó trả cho em thêm 100 nữa. Đấy. Khá là ngon nhá. Thì 10% cũng khá là lớn rồi. Anh em chỉ chơi tầm 5 đến 7 ván, thậm chí là 10 ván là sẽ có một cái ván anh nó sẽ trả thưởng cho anh em 2 đến ba lần. Đấy. Ok thì đọc qua những cái thông tin từ mục 1 đến mục 4 này. Để. Ok thì sau khi mà mình đã chia sẻ cho em một trong những cái công thức đơn giản nhất để mà anh em kiếm được cái thu nhập à, ổn định nhá, thì anh em nào mà có cái công thức nào hay hơn hoặc là phức tạp hơn hay là ổn định hơn thì comment dưới video để mình sẽ review và test thử cho anh em xem nhé. Ok video này của mình đến đây là kết thúc nhá, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của mình nhé.